vườn sầu riêng ở Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn đuôi trái. Nhà vườn cần phải chú ý chăm bón ra sao để nâng cao chất lượng trái sầu riêng, từ đó bán được giá cao hơn. Những nội dung này sẽ có trong chương trình hôm nay. Xin kính chào quý vị và bà con nông dân đang đến với chương trình Canh tác thông minh. Như thường lệ, những thông tin cập nhật trong tuần của ngành nông nghiệp xin được mở đầu chuyên mục Nhà nông và thị trường hôm nay. Mời quý vị và bà con nông dân cùng theo dõi sau đây. Báo cáo tháng 5 của Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, đóng góp chính cho tăng xuất khẩu nhóm hàng rau quả là xuất khẩu quả sầu riêng tăng cao đột biến. Trong tháng 5, trị giá xuất khẩu trái cây này đạt mức cao nhất từ trước đến nay với 332 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 10 lần so với tháng trước. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, 5 tháng Việt Nam xuất khẩu hơn 6.400 tấn hoa hồi, tương đương trên 39 triệu đô la Mỹ, tăng gần 130% về lượng và hơn 200% giá trị so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Ấn Độ chiếm 63% thị phần, còn lại là Trung Quốc, Mỹ và các thị trường khác. Kỳ vọng hết năm, xuất khẩu hoa hồi sang các thị trường có thể đạt trên 100 triệu đô la Mỹ. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Vĩnh Long, khoai lang vụ hè thu năm 2023 đến nay trên địa bàn tỉnh xuống giống được 736 ha, tăng gần 115% so với cùng kỳ năm trước, tập trung phần lớn ở huyện Bình Tân. Tuy nhiên, giá khoai biến động liên tục và có chênh lệch lớn giữa khoai được trồng trong vùng được cấp mã số vùng trồng và khoai được trồng ở những ruộng không có cấp mã số vùng trồng. Chỉ tính riêng tháng 5, giá khoai lang tím Nhật dao động ở mức từ 450.000 đến 790.000 đồng một tạ, giảm 10.000 đồng một tạ so với tháng 4, nhưng tăng đến 490.000 đồng một tạ so với cùng kỳ năm trước. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra dự báo hiện tượng El Nino có thể xuất hiện vào nửa cuối mùa hè năm 2023 và duy trì đến năm 2024 với xác suất khoảng 70-80%. Trong điều kiện El Nino, nắng nóng tại Việt Nam có thể nhiều hơn và gay gắt hơn, lượng mưa cũng thiếu hụt nghiêm trọng trong các tháng mùa khô. Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã có công văn báo cáo Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, về cảnh báo tác động của El Nino, thông tin cho các bộ, ngành, địa phương có phương án ứng phó. Quý vị và bà con thân mến, năm nay sự thay đổi của thời tiết khiến cho nhiều vườn sầu riêng khu vực Tây Nguyên bị ảnh hưởng, rụng bông, rụng trái non hàng loạt. Để hạn chế tối đa thiệt hại, ở giai đoạn nuôi trái thì bà con sẽ cần phải chú ý chăm bón thật kỹ để nâng cao chất lượng trái sầu riêng và từ đó thì giá bán cũng sẽ được cao hơn. Và đây cũng là nội dung mà chương trình ngày hôm nay gửi đến quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi. Tây Nguyên, mùa cây sầu riêng cho trái. Quanh gốc, mặt đất phủ đầy trái non. Trên cành chỉ còn lưa thưa trái. Nhiều vườn tỷ lệ rụng lên đến trên 50%. Một hiện tượng bất thường không theo quy luật sinh lý của cây. Nguyên nhân có rất nhiều, nhưng thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng, nhiệt độ tăng cao trên 30 độ C, thậm chí có ngày lên tới 35-36 độ C ngay giữa mùa mưa, được cho là yếu tố tác động lớn nhất gây ra hiện tượng rụng trái non hàng loạt này. Dù vậy, với những vườn được chăm bón đúng kỹ thuật, cây sầu riêng khỏe, thì hiện tượng rụng trái non này mặc dù vẫn còn xảy ra, nhưng chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ và không ảnh hưởng đến năng suất về sau. Năm nay thì thời tiết nó nắng nóng hơn mọi năm, cho nên là hắn cũng gây ra là sốc nhiệt cho cây. Thì với cái tầm hiểu biết của mình thì mình phải biết để nắm được thời tiết và điều tiết nước tưới và xịt thuốc bón phân để cho nó cân đối, cho nó khỏi bị sốc nhiệt. Lúc xả Grazim thì có dụng, nhưng mà sau khi là bón phân và tưới nước thì nó ngừng, đến bây giờ là nói chung là trên cây là đủ trái để đậu.
không thiếu trái. Theo ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk, năm nay thời tiết có sự thay đổi so với mọi năm đã ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của cây sầu riêng. Như trong giai đoạn cây sầu riêng siết nước làm bông, cần nhiệt độ cao để phân hóa mầm hoa, thì thời tiết lại lạnh kéo dài. Hay trong giai đoạn mùa khô Tây Nguyên, từ tháng 11 đến tháng 4, cây cần độ ẩm thấp để phân hóa mầm hoa, thì trời lại xuất hiện mưa phùn khiến ẩm độ tăng cao, gây ảnh hưởng, khiến cây ra hoa không đều. Và sau khi cây ra hoa sổ nhụy xong, nhiệt độ lại tăng cao bất thường, nên cũng đã ảnh hưởng làm tăng tỷ lệ rụng trái non của cây. Vì vậy, quá trình canh tác, bà con cần nắm rõ đặc điểm sinh lý của cây sầu riêng và linh hoạt áp dụng đúng quy trình kỹ thuật chăm sóc sẽ hạn chế được hiện tượng rụng trái non hàng loạt, đảm bảo năng suất của vườn cây. Đồng thời, sau khi thu hoạch xong, thường là tháng 9, tháng 10 dương lịch, bà con cần chú ý nhanh chóng cung cấp dinh dưỡng phục hồi vườn cây, làm sao để cây có từ 2 cho đến 3 cây đọt, giúp cây có đầy đủ bộ lá, bộ khung vững chắc, đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng nuôi trái trong suốt thời kỳ sau khi ra hoa, sổ nhụy, đậu trái. Trường hợp nếu không đảm bảo đủ cây đọt ngay từ đầu sẽ là yếu tố ảnh hưởng có thể gây rụng trái non sau này. Cái yếu tố khó khăn nhất là lúc giữ trái. Sau khi xá nhị xong là cái lúc mà để mà đậu trái đến bằng bây giờ như thế này là khó nhất. Đấy là phải có kỹ thuật cao thì bị chống rụng trái, xịt thuốc và bón phân cân đối để cho nó khỏi bị rụng. Cái thứ nhất là mình bón phân cân bằng là 3 số, ví dụ như 3 số 20 hay là 3 số 15, 3 số 16 là đều được. Và có thể mình bón tăng thêm cái phân hữu cơ là phân nở đấy, là để cho nó có độ tơi xốp đất. Với kinh nghiệm là bây giờ 5 năm thì chỉ cần nhìn cây là tôi đã biết là cây thiếu cái gì và cần như thế nào và mình làm như thế nào là để cho bảo đảm chất lượng. Các nhà khoa học khuyến cáo nhu cầu dinh dưỡng của cây sầu riêng khá cao. Trong các chất dinh dưỡng cây cần thì kali được cây hấp thụ nhiều nhất, cao gấp 2 lần đạm và gấp 10 lần lân. Nhất là giai đoạn đuôi trái, nếu thiếu dinh dưỡng đường bột sẽ gây rụng trái non và sượng trái. Vì vậy, để đảm bảo năng suất, chất lượng trái sầu riêng bán được giá cao, bà con cần chú ý. Không để cây ra đọt non trong giai đoạn mang hoa đậu trái, cạnh tranh dinh dưỡng gây rụng, sượng trái. Cung cấp dinh dưỡng khoáng đúng loại và đúng lúc, cụ thể. Giai đoạn từ khi ra hoa đến khi đậu trái. Phun phân bón lá có bo như phân bón lá đầu trâu MK 15 5 40 hoặc đầu trâu kali bo. Giai đoạn từ khi đậu trái đến khi trái bắt đầu lớn nhanh. Bón phân đầu trâu NPK 16 16 16 cộng TE. Giai đoạn từ khi trái bắt đầu lớn nhanh đến trước khi trái có kích thước ổn định, bón phân đầu trâu AT3. Giai đoạn trái trưởng thành, khi trái đạt kích thước ổn định, bón phân đầu trâu nuôi trái. Thưa quý vị và bà con, đối với sầu riêng, thời gian cây nuôi trái rất quan trọng, sẽ quyết định năng suất, chất lượng và giá bán của cả một mùa vụ. Giai đoạn này cần phải đảm bảo nguồn nước và dinh dưỡng cho cây. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi tư vấn chi tiết. Sau khi thụ phấn bổ sung xong, mà nếu mà trong vườn chúng ta vẫn có trái méo thì hiện tượng này có thể là do cái tình trạng là thiếu, mất cân đối về dinh dưỡng phân bón, đạm, lân, kali và một số cái yếu tố về trung vi lượng khác. Chính vì vậy là khi mà trong giai đoạn chăm sóc thì bà con chúng ta cần phải bổ sung kịp thời các loại phân bón đầy đủ, vừa là bón dưới gốc, vừa là phun trên lá. Đặc biệt là đối với phân NPK thì chúng ta sau khi mà đậu trái xong trong vòng từ 14 đến 15 ngày hoặc muộn lắm là 20 ngày thì bà con chúng ta phải bổ sung kịp thời mỗi cây sầu riêng như vậy với cái lượng phân từ 5 đến 7 lạng để cho giúp cho cái quả sầu riêng nó có đầy đủ đạm, lân, kali thì nó tránh được cái tình trạng mà trái sầu riêng bị méo hoặc là bị khuyết, bị thiếu, không có đầy đủ các muối. Thứ hai nữa là trong cái việc mà giúp cho cái quá trình mà thụ phấn nó được đầy đủ tốt hơn thì bà con cũng bổ sung trong trước đó, chúng ta trong giai đoạn mà trước khi ra bông khoảng là 15 ngày thì bà con cũng bổ sung đầy đủ các trung vi lượng,
Ví dụ trong đó là có thành phần bo. Bo thì nó vừa giúp cho cái hạt phấn đó nảy mầm tốt hơn, do đó cũng giúp cho quá trình thụ phấn được tốt hơn. Và cái quá trình thụ phấn tốt hơn thì nó làm cho cái muối sầu riêng nó sẽ đầy, tránh tình trạng là bị thiếu muối. Giai đoạn mà trái sầu riêng sau khi mà xô nhị xong thì khoảng 15 đến 20 ngày thì cũng xảy ra cái tình trạng khủng hoảng dinh dưỡng, bị thiếu tạm thời một số cái yếu tố, do là có thể chúng ta bón phân đầy đủ dưới gốc phun trên lá nhưng mà cái quả sầu riêng nó vẫn thiếu. Thì ví dụ như một số yếu tố như là bo, kẽm, canxi, magie, do đó bà con cũng cần bổ sung kịp thời bằng cách là chúng ta sử dụng những loại phân bón lá có đầy đủ hàm lượng canxi, bo, magie, kẽm, chúng ta phun trực tiếp vô trái để giúp cho cái quả sầu riêng nó có màu sắc đẹp hơn và nó cũng là đầy đặn hơn và hạn chế được cái quả sầu riêng nó bị méo và nó không có đầy đủ. Do đó cái việc mà sử dụng dinh dưỡng cho cây sầu riêng đầy đủ sau khi mà xô nhị là chúng ta phải sử dụng đúng thời điểm, đúng lượng phân, loại phân. Và cũng lưu ý với bà con là chúng ta không nên sử dụng những cái loại phân bón mà nó mất cân đối. Ví dụ chúng ta sử dụng đạm cao quá hoặc là kali cao quá cũng không tốt. Thì thông thường sau khi mà xô nhị đậu trái thì cái yếu tố phân bón mà cần nhiều hơn đó là phân đạm. Còn về cuối thì chúng ta lại mới tăng cái lượng kali lên để làm sao tăng được cái chất lượng sản phẩm cũng như là cái chất lượng của cái muối sầu riêng. Thì khi trái sầu riêng nó lớn hơn 1 kg thì đến trước khi thu hoạch thì chúng ta lại tăng cái lượng kali cao hơn và giảm lượng đạm. Và một yếu tố nữa cũng lưu ý với bà con trong cái giai đoạn chăm sóc hiện nay đó là cái nước tưới cho cái cây sầu riêng. Thì nước tưới nó cũng rất là cần thiết trong cái giai đoạn hiện nay. Thì mặc dù chúng ta ở Tây Nguyên thì bắt đầu vào mùa mưa nhưng mà thỉnh thoảng thì nó cũng có cái tình trạng xảy ra tình trạng là hạn hán cục bộ hoặc là có thể là xảy ra tình trạng là thiếu nước tạm thời. Do đó khi mà thời tiết mà nó nắng nóng kéo dài thì bà con chúng ta cần phải tưới nước kịp thời và chúng ta tưới bổ sung cho cây sầu riêng làm sao để giữ được cái độ ẩm ở trong đất. Nó cần là phải cân đối là phải từ trên 60%. Do đó là khi tưới cho sầu riêng là chúng ta cũng theo một cái nguyên tắc đó là không tưới nước quá nhiều, quá đậm mà cũng không nên tưới nước quá ít. Vì khi thiếu nước thì nó cũng dẫn đến cái tình trạng là cái quả sầu riêng phát triển không đều và có thể dẫn đến rụng trái. Và nếu chúng ta thừa nước thì nó cũng dẫn đến cái tình trạng là gọi là hiện tượng là sốc nước. Do đó là bà con chúng ta lưu ý kiểm tra vườn, nắng nóng kéo dài thì chúng ta cần phải tưới nước bổ sung kịp thời để giữ được cái độ ẩm trong đất cũng như là điều hòa được cái nhiệt độ trong vườn thì có thể là giảm được cái tỷ lệ rụng trái non cũng như là giúp cho cái vườn sầu riêng chúng ta, cây sầu riêng nó sẽ sinh trưởng phát triển tốt hơn và cái trái sầu riêng nó cũng sẽ nâng cao được cái chất lượng và nó đều và tránh cái tình trạng là méo trái khi chúng ta chăm sóc sầu riêng đến cái lúc thu hoạch. Quý vị và bà con thân mến, tiếp theo sẽ là thời lượng dành cho tiểu mục Alo Canh Tác Thông Minh. Thì trong thời gian qua tôi cũng có những cái thí nghiệm về cái chất lượng trái xoài, nhưng mà ở trên những cái giống như là xoài cát Hòa Lộc nè, rồi xoài Châu Nghệ nè, xoài cát Chu, nhưng mà ở đồng bằng sông Cửu Long thì tôi nghĩ rằng em cũng có thể tham khảo các cái kết quả này để ứng dụng cho cái canh tác xoài của mình ở cái khu vực mà ở miền Trung. Thì ở đây nó có ba cái mà tôi lần lượt sẽ trình bày với em. Cái thứ nhất là cái vấn đề về bón phân để làm tăng cái chất lượng của trái. Thì trong vấn đề bón phân thì bón phân qua gốc thì mình luôn luôn chú ý tới cái chất kali ở cái giai đoạn mà trái đang phát triển đó, thì chúng ta bón phân NPK mà có cái hàm lượng kali nó cao, chẳng hạn như là đầu trâu AT3. Hoặc là nếu mà muốn có kali nhiều hơn nữa thì em có thể bón là phân là đầu trâu nuôi trái. Bên cạnh đó thì trong cái giai đoạn này nói về phân bón thì em có thể phun thêm cái canxi chloride. Cái canxi chloride nó giúp cho cái chất lượng của trái rất tốt ở cái thời điểm nghĩa là sau khi thu hoạch nữa. Nó giúp cho cái việc trái vận chuyển được tốt, rồi cái màu sắc, rồi cũng như là cái độ thơm ngon của nó. Thì cái chất canxi chloride này thì em có thể phun với một cái liều lượng là 2 gram cho 1 lít. Em có thể bắt đầu phun là ở cái thời điểm là 1 tuần sau khi đậu trái.
và sau đó thì em có thể lặp lại là 2 tuần một lần. Cái thứ hai đó là cái vấn đề là tỉa. Thì cái thời điểm mà em tỉa trái đó là tỉa sau khi nó đã qua cái giai đoạn gọi mình gọi là rụng sinh lý đó. Và em bao trái càng sớm càng tốt. Thì tỉa trái và bao trái này thì tôi đề nghị em làm trong khoảng cỡ chừng 1 tháng hay là 1 tháng rưỡi gì đó sau khi đậu trái là đạt. Còn cái thứ ba đó thì phải đảm bảo rằng cái thu hoạch đúng thời điểm. Bởi vì cái trái non mà em thu thì biểu nó ngọt, nó ngon sao được. Và một cái điểm nữa mà để đảm bảo cái chất lượng trái tốt đó là cái vấn đề trái nhựa. Chắc chắn nhất thì em làm như thế này. Khi mà em bẻ cái trái xoài xuống á, thì em chúc ngược cái chỗ bẻ đó xuống dưới, tức là cái cuốn á, em để em chất nó xuống dưới để mà nó có nhựa nó chảy ra thì nó chảy ra ngoài. Chứ mà em để ngược cái trái lên như thế này hay là đúng cái kiểu mà nó nằm ở trên cây đó, em để cái cuốn lên trên đó, thì khi mình rứt cái nhựa nó chảy ra, nó chảy xuống cái vỏ trái, cái rồi nó gây ra cái trái, thành ra cái vỏ trái nó mất đẹp. Và khi thu hoạch trái rồi đó thì cái kết quả mà chúng tôi thử nghiệm ở đồng bằng sông Cửu Long thì thấy rằng rửa, nếu được rửa bằng nước thôi, nghĩa là khi mà hái xuống rồi thì rửa bằng nước để mình tẩy các cái vết nhựa đó, thì cái vỏ trái nó cũng rất đẹp. Thì hy vọng rằng em có thể ứng dụng để có được cái chất lượng trái xoài của em ở miền Trung nó được tốt hơn. Nhà có 80 cây sầu riêng, năm thứ 5 bắt đầu cho thu bói. Hiện trái đang khoảng 55 ngày. Xin hỏi cách bón phân giai đoạn hiện nay và nuôi trái lớn. Giải đáp câu hỏi tuần trước. Cây xoài là cây thân gỗ, có bộ rễ ăn sâu nên có khả năng chịu hạn tốt. Xin chúc mừng khán giả Trần Thị Ngọc Hà, tỉnh Tây Ninh đã nhắn tin trả lời nhanh nhất với đúng đáp án A của câu hỏi. Phần quà một cặp điện thoại trị giá 300.000 đồng sẽ được chương trình gửi đến bạn. Câu hỏi tuần này. Một trong những sản phẩm NPK sử dụng kali sunfat dùng cho cây sầu riêng của công ty phân bón Bình Điền có công thức 14-7-21-TE là sản phẩm có tên thường gọi nào dưới đây? A. Đầu trâu tăng trưởng. B. Đầu trâu chắc hạt. C. Đầu trâu nuôi trái. Mời quý vị bà con tham gia nhắn tin trả lời câu hỏi theo cú pháp CTTM khoảng cách câu trả lời đúng và gửi về số tổng đài 084-3968-777. Thưa quý vị, mọi thứ từ thắc mắc và góp ý, quý vị và bà con hãy gửi về hộp thư canh tác thông minh vtv9a@gmail.com hoặc canh tác thông minh a@bình điền.com hoặc cũng có thể gọi qua tổng đài 084-3968-777. Quý vị và bà con có thể xem lại chương trình trên website vtv9.com.vn hoặc là trên kênh YouTube canh tác thông minh VTV9 hoặc V9 Online. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng với chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sản xuất cà phê ở Tây Nguyên đang chịu những tác động rõ rệt của biến đổi khí hậu. Quy trình canh tác cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu đã và đang giúp tăng hiệu quả canh tác, tăng thu nhập cho người trồng cà phê bằng cách làm ra sao? Những nội dung này sẽ có trong chương trình canh tác thông minh phát sóng vào ngày 2 tháng 7 năm 2023 với phần tư vấn chi tiết của tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam.